Hi, chào anh em Hoàng Chí Trà Lượng. Mình là Từ Lũ NC8. Đây là video bản tập số 81 của mình với một cái arc ở server tương đối mới. Server số 130 mấy nhỉ? Server số 133. Giờ ông này ông ấy online các bạn ạ. Chủ arc này nó tương đối bận cho nên là thành ra không online được. Và còn tới tương đối nhiều lo năng lượng đúng không? Mình chủ arc này cũng gọi là cù thời gian vào quay mèo các thứ thôi các bạn ạ. Chứ chơi chi tiết các món thì chơi được, thừa tương đối là nhiều đồ này đúng không, mình vào mình mua hết luôn nhằm tiện đường công tác. Arc này chơi chít hỏa nên là mình mua thêm server mới nên không thể bỏ qua cái đồ gì gọi này, gọi là điểm thiên phú đúng không. Quên mất cái này không cần mua nhưng mà thôi đi ta đi. Rồi, VIP 8, level 82 ở SC133, một cái server tương đối là mới. Lượng kim cương sau quay mèo thì rất là kinh, lên tới 28.000 kim cương và đã gọi là mốc quay cái mốc mèo tối đa rồi các bạn. VIP 8 à. Đội hình thì về cơ bản là đội hình hỏa tứ hồn, phiên bản có thể nói là cực kỳ chuẩn rồi. Với Kula, Yashiro thổ đã thức tỉnh vũ khí rồi các bạn. Kula cũng thế, chít hỏa cũng thế. Leola dị 2 sao, cao nét 2 sao, cuối cùng là Yori 1 sao. Như vậy là đội hình có thể nói là ngon cơm rồi, giờ cứ lưng lên thôi. Việc yếu tố 5 sao thì các bạn cũng không cần phải lo lắng. Yashiro thổ và chít hỏa thì server mới cho nên là nó chưa kiếm được thẻ từ con đường đổi. Chít hỏa, Yashiro thổ thì đổi từ mảnh võ đài, cái gì là rương võ đài, hay còn gọi là rương chúc phúc. Còn chít hỏa thì là rương hội quản chiến, đúng không? Dần dần thì nó sẽ lên rất là nhanh thôi. Server mới nên là nó chưa có cái tốc độ gọi là cao. Hội quán chiến à, rồi ok, ông này chắc bị lâu ngon, bị kích hội quán chiến rồi đúng không, bị kích của hội quán rồi. Mình cứ xin đại vào hai cái hội quán to nhất đi đúng không, chắc là được thôi vì lực chiến cũng không hề thấp tẹo nào cả. Online tương đối lâu rồi cho nên là nó tụt xuống top 5x rồi. Còn đâu đội hình này thì mình nghĩ rằng rất là ngon, ổn rồi, bây giờ chỉ có bui lên to thôi, mình check túi đồ huy hiệu quán sách mảnh vẫn đang còn 132 mảnh, thêm chút nữa là lên 6 sao. Trong các mảnh ở đây thì có gần được mảnh Rugal rồi, gần ghép được Rugal rồi. Yori thì gần 59 mảnh rồi. Rồi, các phần khác này không quan trọng lắm đúng không? Mình check danh sách võ sĩ đây. À kìa, check shop xem còn bao nhiêu mảnh hồn khí. 833 mảnh, các anh em đổi. Ở đây thực ra nó đủ mảnh, gọi là đủ hồn vũ khí rồi, cho nên nó không cần thiết. Đổi dần sách thôi, nhưng mà sách nó phải hữu dụng. Như quyển Karate này thì thôi. Rồi đấy, được thêm của Kim Cường nữa. Mình check danh sách võ sĩ đây. Có ca phẩy nhưng mà mình nghĩ là không nên dùng, để kinh duyên cho Kula thôi. Bên dưới đây xem nào, có Orochi, có Giz, có Zero luôn đúng không, nhưng mà mình nghĩ là không cần thiết đâu. Không cần thiết về cái arc này thì mình nghĩ là lên đợi Omega Rugal vòng 2 thì nó sẽ hợp lý hơn, vì hoặc là đợt này đua nhẹ 1.000 điểm thôi các bạn ạ. Đua nhẹ 1.000 điểm thôi, anh em nào lấy arc này thì mình khuyên chân thành là như vậy, đua nhẹ 1.000 điểm thôi, còn đâu để 1.000 điểm chủ yếu lấy đá thần và ít mảnh, còn đâu để vòng 2. Vòng 2 tích thì được khoảng độ 70.000 kim cương. Mình đấy là tiêu xài thoải mái rồi các bạn, 70.000 kim cương. Sau đó thì mình nghĩ rằng sẽ lấy Omega Rugal khoảng top 5, top 6. Khi đó thì rất là chắc tay. Lượng mảnh vẫn đang động ý nó cũng ổn. Thì nó sẽ gọi là mình nghĩ rằng tốt hơn nhiều đúng không? So với cái việc đó là lấy luôn Omega Rugal từ bây giờ. Không lấy được ý. 28.000 này chỉ là khoảng 3.000 điểm thôi. Mà mình thấy cái server này, lần này clone nó đang hoành hành tương đối, không biết cái arc 27.000 này là clone này cái gì, chắc không phải clone, kinh khủng khiếp các bạn nhỉ. Còn bên dưới này thì clone tương đối này đúng không, mấy cái tên linh tinh này thì clone tương đối nhiều, cho nên mình nghĩ rằng không nên cạnh tranh ngay từ lần này. Lần sau lên khoảng độ 6.000 điểm, 7.000 điểm thì rất là khó người nào có thể tranh được. Còn 60.000, 70.000 kim cương là 10.000 điểm đấy các bạn. Giá này cũng rất là hạt rẻ cho anh em nào super này. VIP 8 lượng kim cương còn nhiều, đội hình thì ngon rồi, giá rất là hạt rẻ, 500k cho anh em nào xúc ác này. Anh em mà mua bằng thẻ điện thoại thì là 600k. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Mình là Từ Lũ NC8.